Chào quý các bạn, trên tay mình đây là phần mic là gọi trên điện thoại LG V50 ThinQ lỗi hỏng. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic là gọi trên điện thoại LG V50 ThinQ, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không. Và dấu hiệu cơ bản báo hiệu mic của LG V50 ThinQ đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên điện thoại LG V50 ThinQ nói chung và phần mic là gọi của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Mọi thắc mắc liên quan dịch vụ thay mới mic nghe gọi trên điện thoại LG V50 ThinQ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video tại di động cao cấp.vn.